À, Du Hồng xin chào quý cô chú anh chị, các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Du Hồng đang ở hẻm 24 đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Du Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một căn nhà nằm trong hẻm 24 sạc 19 đường Trương Phước Phan này ha. Căn nhà này có hướng chính là hướng Tây nha. Và nhà mình có kích thước ngang là 4 mét, dài là dài 9 mét nha. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu ha. Thì đi thẳng ra ngoài đó bên rẽ phải là tới đường Trương Phước Phan nha cô chú anh chị. Nhà thì có giấy chủ quyền Hồng mua bán, ký công chứng sang tên nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua kênh YouTube Nhà đất Sài Thành với số điện thoại 0933 79 79 79 ha. Căn này chủ đang kêu bán giá là 2 tỷ 950 triệu nha cô chú anh chị. 2 tỷ 950 triệu ha. Giá cả thì mình làm việc trực tiếp với chính chủ nha cô chú anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh Nhà đất Sài Thành review bất động sản thì mình hãy giúp Du Hồng đăng ký kênh. Nhà thì nằm ở hẻm thông ha, hẻm trước nhà là khoảng 3 mét nha cô chú anh chị. Đó, hẻm này là hẻm thông nha cô chú anh chị, gần chợ Bình Trị Đông, ngay trung tâm luôn ha. Hẻm thì hẻm cao ráo không ngập nước, sạch sẽ ha, hẻm thì mới vừa làm nha cô chú anh chị. Rồi mình đi thẳng ra ngoài đó, mình rẽ phải là ra ngoài hướng đường Trương Phước Phan cô chú anh chị. Còn đường Phước Phan mình chạy thẳng luôn là gặp được gần góc đường Hương Lộ 2 với đường Bình Trị Đông. Rồi nhà mình thì một trệt với một lầu nha cô chú anh chị, ngang 4 và dài 9 ha. Nhà có hướng chính là hướng Tây nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Nếu mình có nhu cầu gỡ nhà bán thì liên hệ Vũ Hồng qua số 0933 78 78 78 ha. À, nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ, một là cửa ở ngoài xây hàng rào xung quanh và ở trên có làm khung sắt bảo vệ lùa lại ha, bên trong là cửa sắt và kính nha, sắt hộp và kính ha. Thì phía trong nhà thì làm cao hơn mặt đường khoảng một tấc thôi. Rồi Vũ Hồng sẽ review vào bên trong cho cô chú chị bạn xem ha. Phía ngoài có một khoảng sân trống nè. Đó. Rồi nhà mình đây ha. Đây là phía sau gian bếp của nhà mình nha. Ở phía đây thì có một nhà vệ sinh. Có một nhà vệ sinh nha. Đường lên lầu. Có đường lên lầu đây, nhà vệ sinh. Đây là cái phòng hay cái gì? Này cái nhà nhỏ hả, phòng nhỏ đây, có ở dưới đây có là một cái phòng nhỏ nha. Rồi nhà mình nằm ở hướng Tây và nằm ở hẻm thông nha cô chú anh chị. Đó, bếp nhà mình đây, con lên lầu nha cô. Rồi đây là nhà vệ sinh của mình ha, đó, nhà vệ sinh của mình đây. Cầu thang thì tay vịn bằng sắt, mặt đi bằng đá hoa cương nha cô chú anh chị. Đó, nhà mình làm gian đợt tầng ha. Ở phía sau có một phòng nè. Và phía sau là cái khoảng trống nha. À, trống để phơi đồ, nhà vệ sinh nằm phía sau lưng này luôn. Nhà vệ sinh nằm phía sau này luôn ha. Nhà vệ sinh thì dán tường cao lên 1m6 rồi. Ở trên đây để cục nóng với bồn nước máy lạnh. Đây có một phòng nha. Có một phòng nè cô chú anh chị. Đây có một phòng ha, phòng nhôm kính nha. Ở trước có một phòng nữa, phòng cũng làm nhôm kính luôn ha. Đó, phòng này cũng làm nhôm kính luôn nha cô chú anh chị. Nhà thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Nếu mình mua mới về mình xây mới thì xây được toàn bộ luôn ha. Nhà mình xin nhắc lại là hướng chính là hướng Tây nha. Hẻm thông ha. Đây là cái ban công phía trước nhà mình đây.
nhà không đi trong hẻm nha cô chú anh chị. À, ở đây có cái chỗ thoát hiểm nè, mở ốc ra thoát hiểm ha. Ở đây hẻm phía trước nhà mình, nhà không bị đâm hẻm nha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình. Căn nhà mình nằm ở hẻm 24, địa chỉ nhà 24 xẹt 19 xẹt 31, đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Kích thước nhà ngang là 4 m và chiều dài là 9 m. Nhà có kết cấu một trệt với một lầu. Đó, trên lầu thì có nhà vệ sinh, ở dưới một nhà vệ sinh ha. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà với giá là 2 tỷ 950 triệu nha, giá chốt bán luôn ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm căn nhà này thì hãy liên lạc với Du Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Du Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà ha. Và làm việc chủ nhà nha. Rồi Du Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip. Bây giờ Du Hồng sẽ review từ trong nhà ra ngoài đường cho cô chú anh chị bạn xem nha. Cảm ơn cô nha. Rồi con kéo lại cho. Rồi, con chào cô. Nhà có hai lớp cửa sắt. Hỏi cái cửa này ha, cái cửa ngoài thôi ha. Chỗ này chỗ rửa nước. Kéo cửa lại phòng. Đó, đường hẻm thì rộng rãi thoải mái ha. Giờ chạy ra ngoài đầu hẻm cho cô chú chị bạn xem nha. Đây địa chỉ nhà mình đây ha. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Nếu có nhu cầu ký gửi nhà thì hãy liên lạc với Hồng qua số điện thoại 0933 78 78 78 ha. Rồi, hãy Du Hồng chạy ra ngoài nha, đây lấy xe. Rồi Vũ Hồng review từ trong nhà này ra ngoài cho cô chú chị bạn xem nha. Đi đường nào ra? Rồi. Từ nhà mình đi ra ngoài ha. Cái hướng sau lưng đi lại cũng được ha, đi hướng sau lưng là đi theo hẻm chính nha. Bây giờ mình đi ra cái hẻm này là hẻm khác nha, hẻm này hẻm thông hết luôn. Đi thì hướng nào đi cũng được hết. À, đi ra ngoài hẻm này ha. Hẻm này hẻm 62 nha. Rồi phía ngoài là mặt tiền đường Trương Phước Phan ha cô chú anh chị. Rồi Vũ Hồng xin kết thúc clip review nhà tại đây nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video của nhà lần sau ha.